là trong những mùa trước á, Hữu đã từng có thí sinh là hóa thân thành em. Và thậm chí là hóa thân thành nhóm nhạc HAT mà một thời em từng tham gia vào luôn á. Em có xem những cái tiết mục đó không? Thật ra là Hữu có xem. Và thậm chí là tại vì chương trình Gương Mặt Thân Quen thì hầu như ở Việt Nam mình ai cũng biết đến rồi, rất là hot. Và cũng rất là mong là nếu mà chị Hữu ngồi đây mà được xem chính mình ở trên sân khấu thì nó sẽ rất không, là đặc biệt. Không, Hòa, chúng ta không... Chúng ta không cần phải chờ bất cứ điều gì cả, vì như theo như Long Chun được biết đấy, thì Hòa Minzy cũng là một cái người mà giả giọng chị Hữu rất là nhiều. Clip nó cũng rất là viral đấy thưa quý vị. Không phải, tại vì là em là rất là thích là giả giọng chị Hữu. Nhưng mà ở trong chương trình á, là em không có may mắn bấm được giọng của chị. Nên là em đi ra ngoài, em đi hát phòng trà, em đi đâu, mọi người cũng yêu cầu. Và nếu mọi người không yêu cầu, em cũng giả bộ bảo trợ lý em viết yêu cầu lên. Thì bây giờ nè, em dạ không cần phải nhờ trợ lý nữa. Bây giờ ở đây nè, Hữu nè, anh nè, với Long Chun và cả khán giả ở đây yêu cầu em làm điều đó vậy luôn. Em thử sẽ... xem. Bây giờ hai chị em mình có thể hát chung một bài, câu hát gì đó được không ta? Kiểu, câu gì bây giờ Hữu? Chị hát giọng của chị bài nào đó, cái em song ca cùng chị. Chị chiều em á, em muốn hát bài em gì? Thuộc bài nào của Hữu nè? Vậy thì bài Cún Yêu ha. Cún Yêu, chị hát trước ha. Okay. Lanh quanh trong sân chơi đùa chẳng phiền âu lo, luôn luôn bên tôi âu yếm khi tôi buồn vui. Đôi chân thon thon của Niu mang tên Poppy. Yeah yeah. Khi tôi 20 ngẩn ngơ, bạn bè quanh tôi khi vui vơ, lại thấy cô đơn mình tôi. Tự những ước muốn khát khao trong tim thế nào. Rồi chợt thấy nụ cười vào trong ánh mắt, rồi rực sáng trong tim niềm tin ước mơ. Mặc quần áo thật đẹp nào ta xuống phố và chờ đón những gì tuyệt vời nhất. Tuyệt vời, rất là tuyệt vời ạ. Nghe cứ như là có hai Lương Bích Hữu đang đứng trên sân khấu vậy đó. Vậy là bản fake và bản real gặp nhau rồi anh mà ơi. Giống nhau nha em, hai cái bản này rất là gần giống nhau luôn, tuyệt vời.